Namitati Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Banati Bata Weramani Sikha Badang Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna Dana Weramani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kesumit cha cha ra Weramani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Weramani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rayamat chapa ma dat thana Weramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất say. Uttamang ge na vấn đề hằng ba đa băng sung và rúa tam măng bùa thê vô kali tô đô sô bùa thô Kama tu tăng ma măng ua ta măng ghê na vấn đề hăng tham măng cha đu vi thắng hòa răng tham mê vô kha lý tô đô sô tham mô Kama tu tăng ma măng ua ta măng ghê na vấn đề hăng sẵn khanh cha đu vi thô ta măng sẵn khê vô kha lý tô đô sô sẵn khô Cả ma tu tăng ma măng giảng kinh chỉ cú sa la cấm măng cách tâm băng kỳ ri văn ma ma ca dê na quá cha ma na sa A thi nô an thi dê cha san ta cha san ni nô ca tăng puôn nhập pha lăng mây hăng sam bê pha ghi pha quanh tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng puôn nhập pha lăng ma già dê cha tăng thành na cha nan ti đề quá gan toa ni quê đa dung Sam bê lô cam hi dê san ta chỉ quan ta ha ra hê tu ca ma nuôn nhang phô cha năng sam bê la phan tu ma ma chê ta sa ti nắc mô bút tha giá nắc mô tham ma giá nắc mô sang kha giá dạ con xin kính chào thầy kinh dạ một lần nữa nguyên như xin kính chào toàn thể đạo tràng dạ thưa thầy kinh hôm nay sư tâm bận việc ở chùa không có về sớm được thành ra giao cho Nguyên Như tụng kinh ngày hôm nay thầy cũng vô sớm đỡ quá Nguyên Như xin dâng mic lại cho thầy kinh nè à. Con xin xuống nè à. Nam mô Bố Thầy á, Nam mô Ma á, Nam mô Sa Khai á. Alo, quý vị nghe rõ không ạ? Alo. Alo. Nghe rõ ha? Ok, rồi. Rồi, hôm nay sau 2 tuần nghỉ lễ Tết kia, chúng ta bắt đầu trở lại. Chương trình cũng có 3 phần. Phần thứ nhất là lên đọc Bali. Và thứ hai là học vào bài học chi tiết và thứ ba là đố vui có thưởng rồi, đó là 3 phần và sẽ có trong ngày hôm nay Bali thì bữa đưa cho Châu Nguyễn gì đó bây giờ không có vô thì không biết ai ai có bài đó biết liên qua có không ai có thì post lên nha rồi giờ trước khi vào ok thì là chút xíu nha giờ đây đọc kinh Tam Bảo xong rồi trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt
Arahang Sammasambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Aphivademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatibanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Sammasambuddhamatulang Sasattham Aphiwa Diya Pha Sư Sàng Aphitham Mát Pha Sàng. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sàng. Rồi, hy vọng là sau mấy tuần lễ nghỉ, quý vị cũng có ôn bài này kia ha, cũng có luyện tập đọc bài Pali chứ thôi nghĩ sao xa 2 tuần lên cái trả lời từ đầu hết rồi cái chắc chết luôn. Rồi bây giờ chuẩn bị boss bài là mời như đó ai qua rồi liên qua boss bài đi ha cho tất cả các bạn lên cùng nha đọc rồi Nam mô Bụt Thầy nha. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ hôm nay không ai xung phong lên trước thôi, vậy để Nguyên Như đọc trước nha thầy, lên lãnh hộp dịch trước cho bảo đảm. Sô Phá Ná Chê Tát Xí Cá 25 Bành Chá Quỳ Sát Tý. Sô Phá Ná Xà Thà Rá Nà 19 Ê Cù Ná Quỳ Xá Tý 1 Ê Cá Sách Thà 2 Rí Xá Tý 3 Tý Hí Rí 4 Chá Tú Tắp Bằng 5 Bành Chá Á Lồ Phồ 6 Chá Á Đồ Sồ 7 Sát tá tá tra mắt chấp tá tà 8 ách tha cà giá bát sát thi 9 ná quá chích tá bát sát thi 10 tá sa cà giá lá hú tà 11 ê cà đá sa chích tá lá hú tà 12 đòa đá sa cà giá mú đu tà 13 tề ra sát chích ta mu đu tà 14 15 16 cà giá bà guồn nhá tà 17 sát ta ra sát chích ta bà guồn nhá tà 18 ách tha rát xá cà dút chú cát ta 19 ê cú na quỳ sát tị chít tút chú cát ta chà tí ê cú na quỳ sát tí mê chê tát xí cà sô phá ná xà thà rá nà nà mát B.
Quý ra tí dồ, bà tí, 20, quỳ sát tí, sầm mà hòa trà, 21, ê cá quỳ sát tí, sầm mà cầm mành tồ, 22, đoá quý sát tí, sầm mà à trì vô, trà tí tí sô quý ra tí dồ nà mạc. C lớn, ấp ba mành nhà, hài đuý, 23, đoá quỳ sát tí, cá rú nà, 24, chát tú quỳ sát tí, mu đi tà, má na ấp ba mành nà, dù, nà má tí, sắp ba thà tí. Đề lớn, bành nhìn trí giá, một, ê cá, bành nhìn trí về nát sách, thình bành cha quỳ sát tí mề, chê ta xí cà sổ phá nà tí, quề đi tắp bà, ếch tà quá tà cha tề ra sành nhá xá mà nà cha, chút đá xà cú xá là ta thà, sốt bá nà, bành cha quỳ sát tí, đùi bành nhà sa ba vũ cha rề tâm sở tịnh hảo có 25. A lớn tâm sở tịnh hảo biến hành có một có 19. Một tính hai niệm ba tàm bốn quý năm vô tham sáu vô sân bảy hành xả tám tịnh thân chín tịnh tâm, 10 khinh thân, 11 khinh tâm, 12 nhu thân, 13 nhu tâm, 14 thích thân, 15 thích tâm, 16 thuần thân, 17 thuần tâm, 18 chánh thân, 19 chánh tâm. 19 tâm sở này được gọi là tâm sở tịnh hảo biến hành. B lớn tâm sở giới phần có 3, 1 chánh ngữ, 2 chánh nghiệp, 3 chánh mạng. Ba tâm sở này được gọi là giới phần. C lớn tâm sở vô lượng phần có 2, 1 bi, 2 tùy hỷ. Hai tâm sở này được gọi là vô lượng phần. D lớn, tâm sở tuệ quyền có một tuệ quyền. Với tuệ quyền, 25 tâm sở này trong mọi trường hợp phải được hiểu là tịnh hảo. Tóm lược, 13 tâm sở tợ tha cùng thấy ấy, 14 cho tâm sở bất thiện, 25 là tịnh hảo. Vậy 52 tâm sở đã được liệt kê. Câu pháp cú số 38. Anavat thita chit ta sát sát tham mang avijja nato bari pla vapasa đắc sát bành nhà na pari burati. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. One of unsteady mind, who doesn't know true Dhamma, who is of wavering confidence, wisdom fails to win. Dạ, con xin dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bức Tha Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Con thấy sư vừa mới vào. Dạ, sư Nguyên Thông có thể đọc bài được không, bạch sư? Dạ, con dâng sức mít lại cho sư Nguyên Thông ạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà ông Nguyên Thông xin được đọc bài, nhưng mà không biết đến chỗ nào, vô trễ thành ra không biết cái chỗ nào, đọc chỗ nào. Bắt đầu ở chỗ C phải không? Hay là bắt đầu tới ở chỗ A? Nếu chỗ A là tâm sở tịnh hảo, biến hành có 19, một tính, hai niệm, ba tàm, bốn quý, năm vô tham, sáu vô sân, bảy hành xả, tám tịnh thân, chín tịnh tâm, 10 khinh thân, 11 khinh tâm, 12 nhu thân, 13 nhu tâm, 14 thích thân, 15 thích tâm, 16 thuần thân. Rồi sao nữa hả? Sẽ chạy đi mất rồi. Sao khó quá vậy ta? Ok, giờ xin Liên Hoa đọc đi. Cảm ơn Liên Hoa. Liên Hoa đọc đi rồi sư sẽ ra đọc. Sư phân nói chê ta xích cá 25 băng chá bi sá tí. Sư phân nói sa tha ra na e cu nói vi sá tí. Một e ca sát tha, hai duy sa tí, ba ti hí rí là tàm đó. Bốn cha tu ốt tắp pa là tàm. Pan cha a lu phô, sáu cha a đô sô, bảy sát tá trong tháp ma chát ta tá, tám át tha ca gia pa sát thí, chín na vá chiết tà pa sát thí, 10 đa xá ca gia la hú ta, e ca đa xá chiết ta la hú ca la hú ta, 12 đa xá ca văn đúc ta, 13 tê rắc xá chiết ta mút đúc ta, 14 trước đa xá ca giá cầm mạnh nhá ta, 15 panh chá ra xá chiết ta cầm mạnh nhà nhá ta, 16 sô lá xá ca giá pa gun nhà nhá ta, 17 sắp ta ra xá chiết ta pa gun nhá ta, 18 át tha ra xá ca du chúc ca ta, 19 e cu na vi sa 19 e cu na vi sa ti trước tu xúc ca ta cha ti e cu na vi Sati mê chê ta sĩ ca sô phá na sa tha ra na na má bi vi ra ti vô ba tí 20 vi sa tí samma va cha 21 e ca vi sa tí samma cầm măng nô 22 đoà vi sa tí samma chi vô cha chi tí sô vi ra ti vô Nama C Appamanya 2 Duy 23 Đoà Vị Sa Tí Karuna 24 Chatu Vị Sa Tí Mudita Mana Appamanya Yona Mati Sabbatha Bi D Panyin Tija 1 Eka Panyin Tijena sát thêm bành cha vi sát thi mê chê ta sĩ ca sốt phá na ti vê đi táp ba ê ta vá ta cha tê ra sanh nhà sa ma na cha chúc đá sa tu sa la ta tha sốt ba na bành cha vi sa ti đùy bành nhà sa pa vô cha rê tâm sở tịnh hảo có 25. A tâm sở tịnh hảo biến hành có 19. Một tính, hai niệm, ba tầm, bốn quý, năm vô tham, sáu vô sân, bảy hành xả, tám tịnh thân, chín tịnh tâm, 10 khinh thân, 11 khinh tâm, 12 nhu thân, 13 nhu tâm, 14 thích thân, 15 thích tâm, 16 thuần thân, 17 thuần tâm, 18 thuần chánh thân, 19 chánh tâm. 19 tâm sở này được gọi là tâm sở tịnh hảo biến hành.
Tâm sở giới phần có ba: một chánh ngữ, hai chánh nghiệp, ba chánh mạng. Ba tâm sở này được gọi là giới phần. C. Tâm sở vô lượng phần có hai: một bi, hai tùy, hỷ. Hai tâm sở này được gọi là vô lượng phần. D. Tâm sở tuệ quyền có một: tuệ quyền. Với tuệ quyền, 25 tâm sở này trong mọi trường hợp phải được hiểu là tỉnh hảo. Tóm lược, 13 tâm sở tở tha cũng thấy ấy. 14 cho tâm sở bất thiện, 25 là tỉnh hảo. Vậy 55 tâm sở đã được liệt kê. Chắc hết rồi. Câu pháp cú 38: Anavatthicitta sasat thammang avicca nato paripalapassada sapanya naparipurati. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. One of the unsteady mind who doesn't know true dhamma, who is of wavering confidence, wisdom fails to win. Dạ con cảm ơn sư phụ. Bây giờ xin được giao mai lại cho người kế, không biết là ai. Dạ chân thành cảm ơn chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai sao kỳ quá vậy ta. Máy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, trong đạo tràng có nghe được tiếng con không ạ? Cảm ơn con Như Quỳnh. Dạ, con Từ Mẫn, con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính lễ Sư Thanh Tâm, Sư Nguyên Thông, Quỳnh Kinh, kính chào ông Năm Bà Năm và quý đạo hữu anh chị em trong đạo tràng. Con xin trả bài. So phan chê ta si ca 25 bằng cha vì sa tí. À, so phan sa tha ra na 19 e cu na vì sa tí. Một, e ca sắc thà. Hai, duy sắc tí. Ba, tí hí rí. Bốn, chát tú ốc tắp bà. Năm, bành chá a lô phô. Sáu, chá a đô sô. Bảy, sắc tá ta ca mà tha ta thà. Tattamma cattata. 8. Attha kayapassati. Attha kayapassati. 9. Nava cittapassati. 10. Dassa kayalahuta. 11. Ekadasa cittalahuta. 12. Dwadasa kayamukduta. 13. Terasa cittamukduta. 14. Kukdasa kayakammanyata. 15. Banyarasa citta kammanyata. 16. Solasa kaya bhagunyata. 17. Saktarasa citta bhagunyata.
18. Atharasaka Yuchukata 19. Ekunawisati Chittuchukata Chati Ekunawisati Mejetasika Sohanasatharananama B. Viratiyo 3. Tí 20. Quỳ sát tí sầm mà hòa trà 21. Ê ca quỳ sát tí sầm mà cầm mạnh tổ 22. Đoạ sĩ đoạ quỳ sát tí sầm mà à chì vô trà tiêu tích sổ vi ra tí dô nà mạ. C. Áp ba mạnh nhà 2. Đùy 23. Đòa vị sát tí Karuna 24. Chát tu vị sát tí Mụ đi tà Mạ na áp ba mạnh nhà Dô mà na tí sắp ba thà bì. D. Bành nhìn rì giá 1. Ê cá bằng nhìn rì nề về na sắc thi bằng cha quỳ sa ti mề chề ta si ca so pha na ti quê ti tập bà a ta wa ta cha tề ra sanh nha sa ma na cha cúc đa sa cúc sa la ta tha Sopana bancha wisati Vì bành nhà sa ba vụ cha rệ tâm sở tịnh hảo có 25. Tâm sở tịnh hảo biến hành có 19. 1. Tính 2. Niệm 3 tạm 4. Quý 5. Vô tham 6. Vô sân 7. Hành xả 8. Tịnh thân 9. Tịnh tâm 10. Khinh thân 11. Khinh tâm 12. Nhu thân 13. Nhu tâm 14. Thích thân 15. Thích tâm 16. Thuần thân 17. Thuần tâm 18. Chánh thân 19. Chánh tâm 10. Chính tâm sở này được gọi là tâm sở tịnh hảo biến hành. B. Tâm sở giới phần có 3. 1. Chánh ngữ. 2. Chánh nghiệp. 3. Chánh mạng. 3 tâm sở này được gọi là giới phần. C. Tâm sở vô lượng phần có 2. 1. Bi. 2. Tùy hỷ. 2 tâm sở này được gọi là vô lượng phần. D. Tâm sở tuệ quyền có 1. Tuệ quyền. Với tuệ quyền, 25 tâm sở này trong mọi trường hợp phải được thiếu mới hiểu được hiểu là tịnh hảo. Tóm lược 13 tâm sở tợ tha cũng thế ấy. 14 cho tâm sở bất thiện, 25 là tịnh hảo. Vậy 52 tâm sở này được liệt kê. Câu pháp cú 38. Anavatthita cittassa sattammang avijjanato pariplava basadassa banyana pariburati. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rút động, trí tuệ không viên thành. One of understudy or one of understudy mind who doesn't know truth, who is of wearing wisdom fail to win. Khỏi có điểm nghe huynh. Dạ, từng bản đọc xong bài rồi xin
Kính cảm ơn quý sư và quý đạo hữu trong đạo tràng, và nhường mic là cho đạo hữu kế tiếp. Cô cảm ơn con Liên Hoa. Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ con Như Quỳnh, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, dạ con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, dạ con kính chào thầy kinh cùng toàn thể đạo tràng, dạ cho con xin đọc bài ạ. Sophanas ta còn lại Sophanache Tassika 25 Panchavi Sati Sophana Satharana 19 Ekunavi Sati 1 Eka Sát Tha 2 Đuý Sati 3 Tí Hí 4 Chatu Áp Tắp Văn 5 Panchalo Phô 6 Chá Adô Sô 7 Sát Tá Tá Chá Mát Chá Tá Tà 8 Át Thá Ca Giá Bát Sát Thí 9 Ná Quá Chí Tá Bát Sát Thí 10 Đá Xá Ca Giá La Hú Tà 11 Ê Ca Đá Xá Chí Tá La Hú Tà 12 Đoà Đá Xá Ca Giá Mũ Đu Tà 13 Tê Đá Xá Chí Tá Bú Đu Tà 14 Chút Đá Xá Ca Giá Cầm Manh Nhá Tà 15 Panh Nhá Ra Xá Chít Tá Cầm Manh Nhá Tà 16 Xô Lá Xá Ca Giá Pà Gần Nhá Tà 17 Sát Tá Ra Xá Chít Tá Pà Gần Nhá Tà 18 Á Tha Ra Xá Ca Giết Chú Cá Tà 19 Ê Cú Na Quy Sát Tí Chít Tất Chú Cá Tà Cha Tí Ê Cú Na Quy Sát Tí Mê Chê Tát Si Ca Sô Phá Na Sa Tha Rát Na Na Mát Bê Lớn Quy Rát Tí Dô 3 Tí 20 Quy Sát Tí Sam Ma Qua Cha 21 Ê Ca Quy Sát Tí Sam Ma Cầm Măng Tô 22 Đóa Quy Sát Tí Sam Ma A Chi Vô Cha Tí Tít Sô Quy Ra Tí Vô Nà Má C lớn Áp Pa Mành Nhà 2 Đuý 23 Đóa Quy Sát Tí Ca Rụ Nà 24 Cha Tu Quy Sát Tí Mu Đi Tà Mana áp ba mành nhà vô nhà ma tí sắp bát hà bí d pan nhìn rít già một e cá pan nhìn rít về na sắc thình pan cha quỳ sa ti mê chê ta si ca so pha na đi quê đi tắp bà e ta quá ta cha tê ra sanh nhá sa mà nà cha chút đá xa cú sa la ta thà sa ba na pan cha quỳ sa tí đi bàn nhà sa pa u cha rề tâm sở tịnh hảo có 25 a tâm sở tịnh hảo biến hành có 19 một tính hai niệm ba tàm bốn quý
năm vô tham, sáu vô sân, bảy hành xả, tám tịnh thân, chín tịnh tâm, mười khinh thân, mười một khinh tâm, mười hai nhu thân, mười ba nhu tâm, mười bốn thích thân, mười lăm thích tâm, mười sáu thuần thân, mười bảy thuần tâm, mười tám chánh thân, mười chín chánh tâm. Mười chín tâm sở này được gọi là tâm sở tinh tịnh hảo biến hành. B. Tâm sở giới phần có 3, 1. Chánh ngữ, 2. Chánh nghiệp, 3. Chánh mạng. 3 tâm sở này được gọi là giới phần. C. Tâm sở vô lượng phần có 2, 1. Bi, 2. Tùy hỷ. 2 tâm sở này được gọi là vô lượng phần. D. Tâm sở tuệ quyền có 1, tuệ quyền. Với tuệ quyền, 25 tâm sở này trong mọi trường hợp phải được hiểu là tịnh hảo. Tóm lược 13 tâm sở tợ tha, cùng thế ấy 14 tâm sở bất thiện, 25 là tịnh hảo. Vậy 52 tâm sở này được liệt kê. 52 tâm sở đã được liệt kê. Câu pháp cú 38. Anawati tachita sasak thamman avicha nato parip lavapasa dasapanya naparipurati. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. One of unsteady mind who doesn't know true dhamma, who is of wavering confident, wisdom fails to win. Dạ con đã đọc xong mà có gì sai con xin thầy sửa lại giùm cho con. Con kính mời đạo tràng. Xa thứ xa thứ đọc cái Quỳnh kỳ này đọc rất là tốt ha, rất là tiến bộ rất là nhiều, rất là giỏi, rất là hoan hỷ. Thì thôi giờ chúng ta các vị khác như Châu Nguyễn hay là Liên Hoa cho 10 điểm luôn cho nó rồi ha. Bài dài quá thì cho mình đọc ngắn bớt. Giờ mình vô bài học luôn đi, thời gian cũng có hạn. Ok, giờ vô bài học ha. Bài kỳ trước là chúng ta học tới gì đó, tính niệm tàm quý ha. Học tới tàm quý rồi phải không? Hôm nay mình học tới tâm sở vô tham. Alo, phá chê, tao sẽ khác. Tâm sở vô tham. Tâm sở vô tham chưa học phải không? Tâm sở vô tham, ghi lên đây tâm sở vô tham. Alo, phá chê ta sĩ khác. Alo, phá chê ta sĩ khác. Nên ghi chậm vậy. Alo. Rồi, alo, phá chế đó sẽ khác. Alo, alo. Chị alo. Rồi, cái chữ alo phá chế, alo phá nó từ chữ alo ha. Chữ alo này có nghĩa là không dính mắt. Không dính mắt. Như nước lăn trên lá sen. Là cái nghĩa cái chữ alo. Không dính mắt. Như nước lăn trên lá sen. Đó rồi, MC đã đâu rồi. Cái chữ alop rồi đó, chữ alop nè, có nghĩa là không dính mắt, như nước lăn trên lá sen, là cái chữ căn của chữ alop đó, là nó không dính mắt, như nước lăn trên lá sen. Rồi, là giờ lắm ha. Rồi
cái nguyên chữ alo pháp tức là vô tham, alo phá là vô tham, vô tham hai chấm, biết đối tượng, nhận thức được đối tượng trong trạng thái không dính mắc. Ý nghĩa của cái chữ vô tham là alo phá đó, biết đối tượng, nhận thức được đối tượng trong trạng thái không dính mắc. Rồi xuống dòng, mình gạch vào dòng cái lòng quảng đại, hạnh bố thí, lòng vị tha. Hai nguyên trang mới vô rồi ha. Lòng quảng đại, hạnh bố thí, lòng vị tha. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng. Buông bỏ, từ khước, không đeo níu, không chiếm hữu. Buông bỏ, từ khước, không đeo níu, không chiếm hữu. Rồi, theo ý nghĩa khác, gặp trong dòng ha. Nhân đưa đến lòng quảng đại, nhân đưa đến lòng quảng đại, rộng lượng, bố thí, hào phóng. Nhân đưa đến lòng quảng đại, rộng lượng, bố thí, hào phóng. Rồi, trong dòng. Đối nghịch với sự ích kỷ và tham đắm. Đối nghịch với sự ích kỷ và tham đắm. Rồi, xin dòng. Alo phá. Không lấy cái gì đã có dư. Phải. Người tham lấy điều mình đã dư thừa. Alo phá là vô tham, không lấy cái gì đã có dư. Mà người tham thì lấy điều mình đã dư thừa. Rồi, xin dòng. Alo phá, không phát sanh sầu muộn đau khổ khi xa cách người thân yêu. Alo phá, không phát sanh sầu muộn đau khổ khi xa cách người thân yêu. Còn tham thì không thể chịu đựng nổi tình trạng xa cách người thân yêu. Còn tham thì không thể chịu đựng nổi tình trạng xa cách người thân yêu. Rồi, đó là một số ý nghĩa là chú giải người ta định nghĩa về cái chữ alo phá này ha. Tức là từ cái căn cho alo, tức là không có dính mắc, là giống như cái nước mà mình đổ trên cái lá sen đó, thì cái nước nó lăn trên lá sen nó tuột xuống luôn, nó không có bị dính lại, cho nên nó nghịch lại với cái vấn đề mà còn tham là dính mắc, là bám víu đối tượng. Thì vô tham có nghĩa là khi mà nó biết được đối tượng, nó thấy biết được đối tượng, nhận thức được đối tượng nó ở trong một cái trạng thái tâm, tức là trong cái trạng thái tâm của mình, khi nào mình có một cái trạng thái tâm mà bắt được đối tượng mà không có sự dính mắc, không có cái sự bám víu, thì như vậy là chúng ta đang ở, và đây là những cái pháp mà nó có thói trên cái từ ngữ, mà dùng cái từ chế định này để mà diễn đạt lên cái trạng tính của cái alo phá này. Tức là khi nào chúng ta khởi cái tâm mà biết đối tượng, nhận thức được đối tượng mà không có bị dính mắc, không có bị rơi vào một cái trạng thái mà bị dính bám bám víu vào cái đối tượng đó. Chẳng hạn như mình thấy cảnh sắc mà tâm mình không có bám víu, không có bị luyến ái với cảnh sắc đó, thì như vậy chúng ta được gọi là đang ở trong trạng thái là alo phá. Rồi tiếp theo là nó nói về alo phá này rộng rãi hơn nữa, là nó là có một cái lòng quảng đại, hay là gọi là đa ná đó. Có lòng quảng đại, có hạnh bố thí, có lòng vị tha, là người nào có tu tập cái vấn
đề này nó sẽ thành một cái tâm rất là rộng lớn, tâm quảng đại, cái tâm là luôn luôn là có cái lòng vị tha, không có bị chấp nê, không có ích kỷ này kia, là luôn luôn có như vậy và luôn luôn thích bố thí. Người có lòng quảng đại, người đó rất là thích về vấn đề bố thí. Vì như vậy ý nghĩa của Alofa thêm một ý nghĩa khác là một cái sự quảng đại bố thí vị tha, và lên thêm một bước nữa thì nó sẽ trở thành một cái trạng thái là buông bỏ từ khước luôn. Tức là khi một người vô tham thì người ta không còn bám víu, không còn dính mắc, thì đương nhiên là người ta sẽ đạt được một cái tình huống là ta buông bỏ một cách dễ dàng, từ khước là sắc thinh hương vị xúc một cách dễ dàng, không đeo níu những sự việc đó và không có chiếm hữu. Những người này không không có tham, không có bị dính mắc, không có bị coi như là bám víu đeo níu, như vậy người đó sẽ không có chiếm hữu, không có lòng muốn chiếm hữu sự việc. Cho nên người đó đạt tới một cái trạng thái buông bỏ từ khước, không còn đeo níu, không có chiếm hữu. Và khi một người có cái lô alo phá này đó thì nó sẽ là cái nhân đưa cho mình càng ngày cái trạng thái tâm của mình, trạng thái cái lòng của mình, cái tâm của mình nó được rộng lớn, tâm của mình nó được quảng đại bao la. Nó là một người mà phải nói là rất được nhiều người yêu thương, luôn luôn là người có sự rộng lượng, hào phóng bố thí. Đó là nhân đưa đến những cái sự như vậy. Rồi khi mà chúng ta nói đến những sự việc này thì chúng ta phải hiểu cái sự đối nghịch của nó chính là một cái sự ích kỷ. Khi mà có cái sự ích kỷ thì lúc đó là cái nó sẽ tiêu diệt cái alofa này. Cái tâm ích kỷ tức là cái tâm mà bỏng sẻn keo kiệt và tham đắm dính mắc trong cái sự việc. Thì vậy đối nghịch với alofa này tức là chính là trạng thái tâm ích kỷ của mình và trạng thái nhiễm đắm của mình. Cho nên chúng ta phải biết cái pháp đối nghịch của nó để khi mà chúng ta bị rơi vào trong trường hợp này, mình biết cách để mình tháo gỡ, mình biết mình đang trong cái trạng thái tâm như thế nào. Chẳng hạn như bây giờ khi mà nói tới bố thí, nói tới bố thí thì người ta kêu mình hùng phước bố thí vân vân, thì lúc đó tự nhiên cái tâm mình nó khởi lên một cái trạng thái là ích kỷ, là không muốn cho ra, là bám víu, là không muốn buông xả. Thì lúc cái tâm mình nó khởi lên trạng thái như vậy thì chúng ta biết mình đang rơi vào những cái trạng thái ích kỷ này, tham đắm này, và mình phải quán chiếu cái tâm đó, mình buông xả cái tâm đó, tìm cái dùng trí tuệ để mình và chuyển hóa cái trạng thái tâm từ cái ích kỷ này, từ cái tham đắm, từ cái dính mắc này trở thành alo phát. Đó là cái sự đối nghịch của nó, mình hiểu được mình sẽ làm được điều đó. Và cái alo phá này, nói với alo phá này, người ta nói là người khi mà có được cái sự alo phá này, người ta không bao giờ lấy cái gì mà người ta đã có dư á, ta không có, người có rồi ta biết đủ. Những người sống trong một cái trạng thái là luôn luôn biết đủ, không có lấy những cái gì mà có rồi mình đã có dư. Nhưng mà người tham thì khác, có một muốn hai, có hai muốn ba, có ba muốn bốn. Người tham là luôn luôn là muốn thu nhập vô càng nhiều càng tốt. Còn á lô phá thì người ta chỉ sống trong trạng thái biết đủ, và người ta cho ra những cái gì người ta cảm thấy cho ra được là người ta cho ra. Thì đó là cái á lô phá. Và cái á lô phá này nó đặc biệt cái chỗ là nó, một người mà tu tập trưởng dưỡng được cái trạng thái tâm vô tham này thì người đó sẽ không có phát sanh những cái trạng thái tâm đau khổ, trạng thái tâm sầu muộn. Người ta không có phát sanh trạng thái tâm đau khổ sầu muộn khi mà xa cách người thân yêu của mình, chẳng hạn như xa cách cha mẹ anh em vợ chồng vân vân. Thì khi người ta bị xa cách như vậy, tâm người ta không có bị sầu não sầu muộn kéo dài làm cho đau khổ, bởi vì tâm người này rất là quảng đại, tâm người này rất là rộng lượng và không có bị bám víu, cho nên không phát sanh sự sầu muộn, không có khóc lóc than gian khổ sở. Còn tham thì ngược lại, tham thì hễ mà bị xa cách những cái gì mà yêu thích, xa cách từ vật chất cho tới tinh thần cho tới người thân thì mình không thể chịu nổi được, mình đau khổ, mình bứt rứt, mà nắm bứt đầu bứt tay, khóc lóc thở than. Thì như vậy chúng ta thấy là ý nghĩa cao lâu phá là như vậy. Rồi xuống tiếp theo là chúng ta sẽ đánh thêm một cái qua thị lớn. Alo phá là một trong ba nhân thiện, là căn bản của thiện, là nhân đưa đến sự hoàn hảo trong thiện. Đánh cái bông bự cho nó cái. Alo phá là một trong ba nhân thiện, là căn bản của thiện,
là nhân đưa đến sự hoàn hảo trong thiện. À, tức là nhấn mạnh cho chúng ta biết là cái á lô phá này là tâm sở vô tham này đó, nó là một trong ba nhân thiện. Tức là ba nhân thiện thì gồm có vô tham, vô sân và vô si, là ba nhân thiện. Thì á lô phá này là một trong ba cái nhân thiện đó. Và nhân tức là chủng, là căn, là gốc, là cái mà tạo ra tất cả các pháp khác. Nếu là nhân thiện thì nó sẽ tạo ra những pháp thiện, nếu là nhân bất thiện thì sẽ tạo ra những cái pháp bất thiện. Cho nên á lô phá này nó rất là quan trọng, nó là một cái giống như là một cái cội rễ, một cái gốc cội nguồn của cái cây cối vậy đó. À, thì nếu mà không có cái á lô phá này thì chúng ta sẽ không có được cái nhân thiện. À, cho nên á lô phá này là một trong ba nhân thiện. À, chúng ta phải để ý vậy, và nó là căn bản của thiện. À, bởi vì thiện pháp mà không có cái nhân á lô phá này thì không thể có thiện pháp được, cho nên đó là căn bản của thiện, và nó là cái nguyên nhân, nó là cái nhân, là cái duyên đưa đến cái sự hoàn hảo, đưa đến cái sự toàn vẹn, đưa đến cái sự mà thành tựu và trong thiền pháp, và đưa đến sự thành tựu trong những cái thiền, trong cái siêu thế luôn. Cho nên á lô phá này nó là một trong ba nhân thiện, là căn bản của thiện, là nhân đưa đến sự hoàn hảo trong thiện. Chúng ta nên hiểu một cách sâu sắc như vậy ha. Rồi xuống dòng đánh qua thị vào dòng nữa, đặc biệt hai chấm. Cái dòng đánh qua thị đầu dòng đặc biệt hai chấm đã mất tiêu rồi. Rồi dòng gạch đầu dòng á lô phá không tái sanh vào cảnh ngạ quỷ, vì thường chúng sanh sa đọa vào cảnh này do ái dục. Á lô phá không tái sanh vào cảnh ngạ quỷ, vì thường chúng sanh sa đọa vào cảnh này do ái dục. Rồi xuống dòng gặp đầu dòng á lô phá tiêu trừ cực đoan sống lợi dưỡng, tiêu trừ cực đoan sống lợi dưỡng. À, tức là hai cái vấn đề là sống lợi dưỡng đó. Tiêu trừ cực đoan sống lợi dưỡng. Xuống dòng á lô phá có khả năng cắt đứt dây tham ái trói buộc. Á lô phá có khả năng cắt đứt dây tham ái trói buộc. Rồi xuống dòng á lô phá đưa đến tình trạng sức khỏe tốt do không tham đắm trong các dục đam mê. Á lô phá đưa đến tình trạng tốt do không tham đắm trong các dục đam mê. Rồi xuống dòng á lô phá nhân sanh giàu sang do lòng quảng đại. A lô phá nhân sanh giàu sang do lòng quảng đại. Dòng A lô phá con đường đưa đến cõi trời. Dòng á lô phá luôn có đời sống bình an, hạnh phúc do không dính mắc, không luyến ái. Xuống dòng á lô phá nhân sanh tuệ minh sát sâu sắc về lý vô thường. Nhân sanh tuệ minh sát sâu sắc về lý vô thường, thấy tất cả đều giả tạm.
nên không dính mắc. Thấy tất cả đều giả tạm nên không dính mắc. Nghịch nghĩa, tham dính mắc vì thấy sự vật là thường. Nghịch nghĩa, tham dính mắc vì thấy sự vật là thường. Rồi, đó là một số vấn đề được gọi là đặc biệt đưa ra cho chúng ta thấy ha. Cái thứ nhất là alupha, tức là không tham thì nó không có cái đưa đến sự mà chúng ta sẽ bị tái sanh vào cảnh ngạ quỷ. Vì thông thường những cái chúng sanh đó mà sa đọa vào những cái cảnh này nè, sanh làm ngạ quỷ thì đa phần là do ái dục. Cũng có một số nhân khác nhưng mà thường đa phần là do chính vì ái dục, do vì luyến ái đời sống là tham dục, tham ăn, tham ngủ này cái quan nặng nề cái đó thì sanh vào cảnh ngạ quỷ. Rồi á lô phá thì tiêu trừ đời sống lợi dưỡng, tức là một người không có tham thì người ta sẽ không có sống kiểu mà sung sướng sung túc lợi dưỡng cho thân mình ăn uống phủ phê đúng không? Thì á lô phá này nó tiêu trừ cái đời sống cực đoan đó. Rồi á lô phá nó khả năng cắt đứt dây tham ái trói buộc thì đúng là như vậy, bởi vì á lô phá là vô tham thì khi mình tu tập lớn mạnh thì nó sẽ có khả năng nó cắt đứt sợi dây tham ái trói buộc này. Và á lô phá đặc biệt là đưa chúng ta tới một tình trạng có sức khỏe tốt. Một người muốn có sức khỏe tốt thì chúng ta phải có sự tu tập về á lô phá này. Bởi vì do mình không tham đắm thì mình không có bị đắm say vào trong những cái dục đam mê, hoặc là ăn nhậu hút sách vân vân vân, thì á lô phá đưa đến tình trạng sức khỏe tốt. Và từ cái trạng thái tâm này nó tạo ra những cái sắc tố tốt đẹp và nó giúp cho chúng ta được là sống lâu, được trẻ, như là nhất là mấy cô mà được trẻ đẹp hoài đó thì cũng do nhờ tu tập á lô phá nhiều, bố thí nhiều, lòng quảng đại nhiều, ít dẹp bớt những sự ích kỷ này thì tự nhiên sẽ được trẻ lâu. Còn mình cứ chùm sọ thì nó già sớm thôi. Đó. Rồi cái á lô phá này đó, nó cũng là nhân mà nó sanh sự giàu sang, bởi vì một người mà có tấm lòng quảng đại thì nó phát sanh là cái nhân, nó sẽ là do phát sanh chúng ta có được một sự giàu sang. Những người mà ta có thường hay bố thí thì trong cái đời sống này, ngay trong đời sống này họ cũng có được một sự đời sống là sang trọng quý phái, và những cái nhân về sau họ sẽ được sanh trở lại được giàu sang phú quý. Rồi á lô phá cũng là con đường đưa đến cõi trời, và á lô phá là đưa chúng ta có một đời sống bình an hạnh phúc, bởi vì mình không có dính mắc, mình không có tham luyến, không có nặng nề với vật chất thì chúng ta sống bình an, không có khổ sở. Cho nên á lô phá là có được một đời sống bình an hạnh phúc, không dính mắc, không luyến ái, là nhân đưa chúng ta được sanh về những an vui hạnh phúc. Và đặc biệt là á lô phá khi mà tu tập nó sẽ đưa chúng ta có được một cái tuệ minh sát sâu sắc về lý vô thường. Bởi vì mình không tham, mình thấy được, mình không tham thì cái tâm mình rất là tốt đẹp, và nó sẽ đưa chúng ta đến một cái trí tuệ thấy được tất cả các pháp đều là vô thường, giả tạo. Nghịch là với tham là nó dính mắc, thấy sự vật là thường. Khi mình thấy sự vật là thường là đây là ta, đây là của ta, nhà ta, xe ta, vợ ta, con ta, vân vân, thì mình thấy là thường là nó dính mắc. Còn mình có cái alo phá này tốt đẹp thì mình thấy tất cả đều là giả tạm, không có gì là thường, tất cả đều tạm bợ, có đó mất đó, có đó mất đó, là chính vì như vậy mà nó nhân sanh trí tuệ sâu sắc. Đó là một số ý nghĩa đặc biệt để chúng ta thấy như vậy. Rồi xuống dòng tứ ý nghĩa hai chấm. Một, trạng thái tâm không đắm nhiễm trong cảnh. Tâm không đắm nhiễm trong cảnh. Hai, phận sự không nắm giữ, không chấp trước, không dính mắc, vượt thoát các trói buộc. Không nắm giữ, không chấp trước, không dính mắc, vượt thoát các trói buộc.
Rồi, số 3, sự thành tựu. Không bám lấy cái đang hiện hữu. Không bị nhiễm đắm cảnh ưa thích. Đỉnh cao của tâm sở vô tham là không bám lấy một sinh mới. Đỉnh cao của tâm sở vô tham là không bám lấy một sinh hữu mới. Sự thành tựu là không bám lấy cái đang hiện hữu, không chấp trước, vượt thoát các trói buộc. Không bám lấy cái đang hiện hữu, không bị nhiễm đắm cảnh ưa thích là sự thành tựu á. Không bám lấy cái đang hiện hữu, không bị nhiễm đắm cảnh ưa thích. Đỉnh cao của tâm sở vô tham là không bám lấy một sinh hữu mới. Đỉnh cao của tâm sở vô tham là không bám lấy một sinh hữu mới. Rồi, tức là đó là cái ý nghĩa của tâm sở vô tham. Thứ nhất là nói về trạng thái của nó. Trạng thái là nó không bị đắm nhiễm, nó không bị dính mắc, không bị đắm nhiễm trong các cảnh, cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, hay cảnh nội ngoại phần, ha. Nó không có bị dính mắc vào trong những cái đó. Là trạng thái của cái tâm sở này. Phận sự của tâm sở này là tức là cái công việc làm việc của nó là nó không có nắm giữ. Nó không có bị chấp trước, không có nắm giữ, không có dính mắc, và nó vượt thoát ra khỏi các trói buộc. Cái phần sự nó là vậy. Thì khi nói tới cái chúng ta thấy khi nói tới cái sự vượt thoát thì chúng ta thấy nó có rất nhiều cái mức độ, nhiều cái cấp độ khác nhau. Cũng như trong bình thường mình sống đời sống bình thường thì mình vượt thoát khỏi những cái vấn đề dính mắc về vật chất, về sắc thinh hương vị xúc vân vân, mình vượt thoát ra được cái đó, mình không bị dính mắc nặng vào đó. Tới cao hơn nữa là lên tới trong những cái tầng thiền thì mình sẽ vượt thoát lên lần lên, ví dụ như sơ thiền rồi mình lên nhị thiền, mình bỏ tầm bỏ tứ, lên tam thiền mình bỏ tầm tứ hỷ vân vân, thì chúng ta vượt thoát từ từ, và lên tới đạo quả thì chúng ta bỏ cũng vượt thoát từ từ luôn. Mình vượt thoát khỏi thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, rồi lên cao hơn nữa làm giảm bớt vân vân vân, thì những sự vượt thoát nó sẽ càng lúc nó càng cao lên, cho nó ăn thua ở cái chỗ sự tu tập của mình nó tới mức độ nào, và thoát lên tới đỉnh tột tột cùng, nó là vượt ra luôn tất cả các hữu luôn, tức là không còn có bị dính mắc trong các sinh hữu. Rồi cái sự thành tựu của nó là nó không có bám lấy, tức là nó không có bám víu, nó không có bám chặt vào cái mà đang hiện hữu. Chẳng hạn như mình có cái thân này thì thường nó là chúng ta bị bám chặt vào cái thân này, cái thân này là của mình, thân này là yêu quý, thân này tốt đẹp, mình gìn giữ, mình lo, mình o bế cho nó, ai đụng tới cái thân này của mình là có chuyện liền ha. Nhưng mà cái tâm sở vô tham này khi mà nó tu tốt đẹp thì nó không còn bị bám víu, không còn bị bám lấy cái vị đang cái đang hiện hữu này, ngay cả cái thân này rồi những cái vật chất xung quanh nó vân vân, thì không có bám lấy, là cái sự thành tựu. Khi nào mà có được cái sự thành tựu đó, thì cái trạng thái tâm vô tham mình ở một mức độ khá tốt, và nó không có bị nhiễm, nó không có bị ô nhiễm, không có bị nhiễm đắm, không có bị dính mắc như cái cảnh mà đáng được ưa thích, chẳng hạn như cảnh sắc đẹp, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thì tâm nó không có bị nhiễm đắm như cảnh đó. Và cái đỉnh cao của nó tức là cái tâm sở vô tham này, nó sẽ đạt tới một nó không có bám lấy bất kỳ một cái sinh hữu nào, tức là một cái cảnh giới sinh tồn nào, như dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, thì nó không còn bám lấy bất kỳ một sinh hữu nào. Đó là cái thành tựu của nó. Rồi cái thứ tư là nhân cần thiết, là khéo tác ý. Nhân cần thiết là khéo tác ý, Yoniso Manasika đó.
đó mặc ai. Số 4 nhân cần thiết khéo tác ý. Rồi đó là cái điều thứ tư. Cái khéo tác ý này rất là quan trọng và rất là khó làm. Chúng ta thấy nó có ba chữ vậy thôi. Khéo tác ý là chứ khó làm lắm, tại vì mình phải cái tâm mình phải nhạy bén, mình phải có trí tuệ, mình phải có sự mà điều lái cái tâm của mình. Mình lái cái tâm mình cho nó đúng pháp, hướng cái tâm mình, cái tâm mình nó đụng đối tượng, mình phải hướng cái tâm mình về điều thiện, hướng cái tâm mình không bị dính mắc, hướng cái tâm mình để nó thoát ra cái sự mà trói buộc với những cái đối tượng của nó, những cái vật chất của nó. Là chúng ta phải khéo tác hướng tâm để cho nó không bị dính mắc, không bị đắm nhiễm cảnh, tâm trở nên rộng lớn quảng đại. Đó là chúng ta cần phải có một sự điều phục khéo léo. Phải nói là cái khéo tác ý này là một cái chiêu, cái coi như là tuyệt chiêu, nó là một tuyệt chiêu để đưa đến sự thành công. Nếu mà chúng ta không có sự khéo tác ý thì chúng ta tu khó lắm, rất là khó. Giống như mình làm cái gì cũng vậy, làm bất kỳ môn nào mình phải có sự khéo léo. Mình ví dụ như mình thiêu may hay là mình ca hát đàn hay là bất cứ gì, mình phải có một cái sự khéo léo, một cái sự mà tinh tế. Mình hướng hướng cái nghề nghiệp của mình nó trở nên là tốt đẹp hơn, càng ngày càng cao hơn. Thì trong tu tập này cũng vậy, chúng ta cũng phải có một sự khéo léo để hướng dẫn tâm mình đi đến một cái điều thiện, đi đến một cái điều lành, đi đến một cái sự không dính mắc, đi đến sự mà từ bỏ. Đây là không phải chuyện dễ, bởi vì cái tâm mình nó đã từng nhiều đời nhiều kiếp nó quen rồi. Mình thấy cái đẹp là mình khoái, thấy cái gì hay là mình thích. Đó là cái trạng thái tâm của phàm phu tục tử của mình là nó như vậy. Cho nên chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở mình, hãy làm gì mình phải nhớ cái chữ đó, là vô đi xô manasika đó, mình nhắc nhở mình giờ nó giống như cái câu thiệu nhắc cho trong tâm mình vậy. Thì khi mà đụng chuyện cái mình nhớ cái đó, mình hướng tâm mà lại cho đúng đắn, cho nó không có bị coi như là dính vào trong những cái đời sống mà là của ngũ dục này. Đó là cái vấn đề nhân cần thiết. Nó dạy chứ khó lắm nha, vì rất là khó. Sự tu tập phải cần phải có một cái sự mà kiên nhẫn, một cái sự bình tĩnh, một cái sự sáng suốt, thì chúng ta mới có thể từ 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 mình tiến tới được. Đó là một cái vấn đề tuyệt đối, tuyệt coi như là tuyệt chiêu, giống như là bên kiếm hiệp, giống như là cửu âm chân kinh. thì hiểu hiểu, nhưng mà tại vì khi đụng chuyện cái tâm mình quờ liền, mình hiểu trên danh từ thôi, nhưng mà khi mà đụng thực tế mình làm được, đụng thực tế cái nó tâm mình rối lên, tâm mình nó bị cái cảnh tư duy mà gọi là tà tư duy, nó không có ngay ngắn chân chánh được. Đó là cái vấn đề rất là khó, bởi vậy ta mới nói là khéo mà như lý tác ý hay là khéo tác ý. Thì rất là khó làm, mà ai làm được cái này là sẽ thành công rất là nhanh. Từ trong cái vấn đề bình thường trong đời sống, thấy nghe ngửi nếm xúc chạm, từ trong cái sự suy nghĩ và lên cao nữa, đi vào trong cái đề tu tập về bố thí, về trì giới, về thiền, và nhất là thiền. Mà mình không có cái yoniso này thì chúng ta ngồi tay ngồi riết mà tê đít thôi. Hoài như vậy rất là khó, khó ghê ghê lắm. Khó vô rồi mới thấy, thì bước vô cuộc rồi mới thấy, phải nói là phải barami rồi dữ dằn lắm mới làm được. Cho nên chúng ta phải cố gắng nhắc nhở mình một cái chữ là vô đi xô manasika lá, bùa chú, tụng cái chú lên là chúng ta làm, hay làm gì niệm chú lên chút nhớ. Giống như giờ ngồi vô học sẽ học bài nè, mình vô mình học vi pháp đó, rồi đi lát đi vô học ha. Thì chuẩn bị tính vô học là cái tâm khởi là thôi để nghỉ chút xíu, để đi nghỉ chút xíu mà ra uống nước một chút, rồi đi vòng vòng chút cho khỏe vô học. Khi mình nghĩ vậy là cái tâm mình nó lạc liền, rồi bắt đầu cái đành bàn là cái xong đi chút cái xong về cái vô học. Nhưng mà tính vô học là mệt quá. Mệt quá thôi nằm nghỉ chút xíu, nằm xuống để nằm xuống nha, nằm xuống mình cũng nằm xuống, mình cũng thiền vậy, mình nằm xuống mình cũng hít thở vô thở ra. Thì nằm xuống chưa hít thở vô ra gì cái nghe tiếng ngáy là khò khò khò. Thì vô đi xô má nó xin ra đâu không thấy. Tiêu tùng. Xong xong game.
là khó, phải khéo léo hướng tâm mình cho nó đúng lại. Không thôi nó nghĩ tôi lắm, nó nghĩ tôi bậy lắm, nó nghĩ nó đưa mình đi bậy bạ. Và trong cái đời sống hàng ngày của mình không khéo tác ý, nó đem đến cái sự đau khổ cho mình rất là nhiều. Mình chỉ cần nghĩ bậy thôi là làm cho những người xung quanh mình bị rất là nhiều cái sự tai hại. Mình tưởng là mình nghĩ vậy đúng, mà thật sự cái sự suy nghĩ mình luôn luôn nó bị cái tư kiến nó làm sai lầm. Cho nên chẳng hạn như là trong đời sống gia đình, cha mẹ anh em vợ chồng, nhiều khi mình chỉ cần mình khởi những cái tư tưởng là tà vải thôi, mình sân hận này kia, mình ích kỷ này kia, là sẽ nó làm cho cái gia đình xào xáo liền. Cho nên lúc mà chúng ta bị những trường hợp đó, mình phải điều động cái chiêu này liền. Dùng vô lý xô liền, hướng tâm lại, nhìn lại cái tâm đó, mình nghĩ tầm bậy, bẻ tâm lại cho nó ngay ngắn. Như vậy chúng ta thấy rằng cái chiêu vô lý xô này nó giúp cho cái đời sống hàng ngày mình rất là nhiều. Từ cái đời sống trong gia đình, đời sống đi ra đi làm, ra gặp bạn bè, hay là đi làm vô đó trong công sở ha. Nếu mình không khéo tác ý, mình để cho cái tâm mình nó dẫn dắt mình là mình chết. Mình dễ bị phiền phức lắm, dễ gây phiền toái. Nó là như vậy. Rồi bây giờ tiếp theo là những điều lợi ích, những điều lợi ích dòng gặp vào dòng giảm, hạn chế và diệt trừ tham ác. Giảm, hạn chế và diệt trừ tham ác. Dòng dẹp lòng bõn sẻn, phát huy hạnh bố thí. Rồi, xuống dòng. Sống biết đủ. Xuống dòng. Nhân đưa đến thoát khổ, ái biệt ly khổ và cầu bất đắc khổ. Nhân đưa đến thoát khổ, ái biệt ly khổ và cầu bất đắc khổ. Rồi, xuống dòng. Thiểu bệnh trường thọ. Thiểu thiểu bệnh với bệnh không chắc rồi. Tôi vô tham mà nó bệnh không chết luôn. Thiểu bệnh trường thọ. Rồi bây giờ sống bình an hòa thuận, không tranh chấp với đời. Sống bình an hòa thuận, không tranh chấp với đời. Rồi, xuống dòng. Được quả báo lớn. Được quả báo lớn. Rồi, đó là một số những điều mà đưa đến cái điều lợi ích khi chúng ta tu tập alo phá này. Là thứ nhất là nó làm giảm, giảm đi những cái lòng tham của mình. Và từ từ nó hạn chế bớt lần 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 và đưa đến một cái mức độ càng ngày là càng tinh vi hơn, và chúng ta sẽ đi đến một trạng thái mình diệt trừ được những cái sự tham ác. Đó là cái lợi ích của nó. Rồi khi mà chúng ta tu tập về cái này sẽ được làm dẹp cho bớt cho chúng ta những cái tâm mà bõn sẻn keo kiệt của mình ha. Con người mình thường thường hay có những cái tâm bõn sẻn keo kiệt. Mình tu tập alo phá từ từ cái sự bõn sẻn keo kiệt này nó sẽ giảm bớt xuống, phát huy được cái hạnh bố thí, phát huy được cái tâm quảng đại. Quả báo báo u chứ phải báo o đâu, báo o là báo đời. Rồi xuống dòng sống biết đủ,
là khi mình một người có cái aloha này là người đó sống biết đủ. Rồi đặc biệt nữa là nó khi mình tu aloha này, nhân vô tham này, thì nó là nguyên nhân nó đưa chúng ta khổ, đưa chúng ta đến thoát khổ. Hai cái khổ này, đặc biệt là hai khổ này, tức là ái biệt ly khổ, tức là ái mà phải xa lìa xa rời là đau. Người có vô tham, người có tu tập aloha này, người ta sẽ thoát được cái này, là không còn bị khổ sở bởi cái ái biệt ly nữa. Tức là bị xa cách này kia nọ, xa rời từ cái vật chất cho đến là con người, cho đến cái tinh thần, rồi nó không còn bị cái ái biệt ly khổ này hành nữa. Đó là nhân đưa đến thoát khổ đầu tiên và cầu bất đắc khổ. Thì bởi vì người vô tham là người không cần phải có, không đòi hỏi, không cần phải có là những đủ thứ, những cái thứ vui vật chất họ không cần, sống rất biết đủ, sống là an nhàn. Do nên cái họ diệt trừ được, họ thoát là được cái cầu bất đắc khổ. Thì như vậy vô tham là nhân đưa đến thoát ái biệt ly khổ và cầu bất đắc khổ. Đây là một cái rất là đặc biệt ha. Thì trong cái khổ đế thì ái biệt ly khổ và cầu bất đắc khổ là nằm trong cái tư diệu đế, trong về khổ đế. Rồi một người tu tập aloha này thì người đó sẽ được thiểu bệnh, nhưng ta đã biết ha, ít có bệnh hoạn, tâm mình không có bị và nặng nề về những vật chất, không có hưởng thụ luôn là dục lạc nhiều, người này ít bệnh và được sống lâu, hay ít bệnh thì được trường thọ. Ngoại trừ những trường hợp mà bị những cái nghiệp hoặc là bất đắc kỳ tử thì đó mình chịu ha, nhưng bình thường thì những người đó sẽ là người ít cái bệnh hoạn và sẽ được sống lâu. Và người có aloha này, người đó có một đời sống rất là bình an, rất hạnh phúc, sống luôn luôn là hòa thuận, không bao giờ có sự tranh chấp hơn thua với đời, không có tranh chấp, không có giành giật, không có đấu đá, không có gian tham hối lộ vân vân, họ không có những cái đó. Thành ra họ sống rất bình an, sống rất là hòa thuận hạnh phúc, và họ sẽ được những quả báo lớn. Được quả báo lớn tức là những phước báo lớn, gọi là phước báo, họ sẽ được những phước báo lớn trong về sau, họ sẽ lãnh được rất nhiều điều tốt đẹp. Đó là những cái điều đặc biệt, những cái lợi ích của cái sự tu tập về alo pháp. Rồi xuống dòng những điều cần nhớ. Có mặt trong các tâm tịnh hảo, đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo còn lại, cộng 13 tâm sở tạ tha. Đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo còn lại, cộng 13 tâm sở tạ tha. Hiệp cùng thể tánh thiện và vô ký, thuộc giống thiện quả và di tác, đồng sanh với ba nhân thiện, tương hợp với hai thọ hỷ và xả, tương ưng với tứ danh uẩn, tương ưng sắc quẩn. Đúng rồi, liên qua là
Chuyên môn là đi một cặp luôn ha, cho nó gọn luôn ha. Lúc nào cũng tương ưng, mất tương ưng luôn. Đó là như vậy. Rồi, đó là những cái điều mà chúng ta cần ghi nhớ như vậy ha. Thì là khi mà chúng ta học cái tâm sở này là chúng ta phải biết cách tu tập về cái tâm sở là alo phá này, tức là tâm sở vô tham, tức là mình tập buông bỏ, mình tập cho ra, mình tập có đời sống biết đủ, mình tập giúp đỡ người này người kia, mình tập làm những cái điều công đức từ thiện, thì nó giúp cho cái tâm sở vô tham này, cái tâm quảng đại của mình nó càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng tốt đẹp. Mình đừng có keo kiệt bỏng sẻn, mình đừng có là ích kỷ, đừng có nặng nề về cái vật chất, mình đừng có tạo cho mình những cái sự mà tranh chấp với đời. Mình sống cho cái đời sống biết đủ, sống cái đời sống tốt đẹp, an vui, luôn luôn là cánh tay rộng mở, luôn luôn là một người có cái đời sống tốt đẹp và quảng đại ha. Đó là nhiều đó thôi, chúng ta có tu một cái pháp này thôi và chúng ta sẽ là sáng chói trong cuộc đời này rồi. Chứ đừng nói tới vấn đề đạo quả gì xa xôi. Đó là hôm nay chúng ta học được pháp tu về alo pháp và vô. Rồi, đó là xong cái phần học về bài học. Bây giờ là chúng ta qua câu hỏi đố vui có thưởng. Đố vui ha, đố vui có thưởng, để coi thưởng gì nha, cái này biết thưởng gì đây. Rồi trứng bán được không, trứng có đắt không hay ế. Câu số 1, thọ khổ. Không dịch muối không? Dịch không như dịch muối nói gì. Số 1 nè. Thọ khổ có mặt nơi nào thì tâm có mặt nơi đó. Hay tâm ưu có mặt nơi nào thì thọ khổ có mặt nơi đó. Đọc lại nha. Thọ khổ có mặt nơi nào thì tâm có mặt nơi đó. Hay tâm ưu có mặt nơi nào thì thọ khổ có mặt nơi đó. Rồi, rồi viết đúng đây. Rồi, đúng rồi đó. Ok, đó là câu hỏi thứ nhất. Rồi, mời quý vị là động não lên lấy 10 điểm rồi nha. Ok, xin xuống mic. Dạ thưa. Dạ thưa. Dạ thưa. Có mất tiêu rồi. Đầu chàng có nghe được tiếng không? Dạ, sa thú rồi, cảm ơn tụi con. Huynh Kinh, Gia Từ Mẫn xin trả lời là câu 1. Thọ khổ có mặt nơi nào thì tâm có mặt nơi đó, hay là tâm u có mặt nơi nào thì thọ khổ có mặt nơi đó? Gia Từ Mẫn xin trả lời là tâm u có mặt nơi nào thì thọ khổ có mặt nơi đó.
Dạ, từ mẫn xin xuống mít ha. Có cái gì sai thì sư sư huynh sửa lại và chỉnh sửa lại dạy cho thêm. Dạ, sa thủ sư huynh ạ. Dạ thưa thầy, con nghĩ là thọ khổ có mặt nơi nào á, thì tâm phải có mặt nơi đó, tại vì khi mà có tâm đó thì mình mới cảm nhận được thọ khổ hay là thọ lạc. Nhưng mà cái câu thứ hai á, là con thấy nó hơi lạ lạ, là tâm u, thường thường là thọ u chứ, tức là thọ khổ á, chứ đâu có mà tâm u đâu thầy. Dạ không biết nữa nên thầy chỉ lại giùm cho con. Nam mô Bố Thầy gia. Dạ thưa thầy, cái chỗ mà thọ khổ đó thì thường thường á là cái thân thì mới dùng chữ thọ khổ phải không thầy? Còn mấy cái kia thì nó thọ lạc, cái đó là mình như nói là trong cái tâm tâm trong cái tâm vô nhân, tâm vọng bất thiện vô nhân. Còn những cái câu của thầy nói là thọ khổ có mặt nơi nào thì tâm có mặt nơi đó. Khi mà cái sở hữu tâm với tâm á, thì khi mà nó xuất hiện á, thì nếu mà cái vật đó nó có cái sắc pháp á, thì nó có bốn cái nhân. Còn nếu mà cái người cơ trong cái trạng thái mà không có cái sắc cái vật á, thì nó chỉ có ba thôi, thì phải đồng sanh đồng diệt và đồng biết. Thì có tâm á, thì tâm sở nó phải sanh lên một lượt rồi nó đồng diệt một lượt, và nó có cái nào thì biết cảnh nấy. Thành ra khi mà thầy hỏi thọ khổ có mặt nơi nào thì tâm có mặt nơi đó, thì cái tâm và tâm sở nó cũng có luôn. Thì như đồng ý như Quỳnh mà không biết cái chỗ nào sai, xin thầy chỉ lại ạ. À. Dạ thưa thầy, nếu mà nói theo như vậy á,
Thì khi mà thầy nói thọ khổ có mặt nơi nào thì tâm có mặt nơi đó, mà đâu có nhất định là phải có thọ khổ, tự vì tất cả những cảm thọ khác thì lúc nào tâm cũng có mặt hết thưa thầy. Còn cái câu thứ hai thì Nguyên Như thấy nó trật là chắc rồi. Dạ con xin xuống ạ. Ok rồi, post câu hỏi lên giải lại, post câu hỏi lên như vậy. Rồi câu số 1 đây ha: thọ khổ có mặt nơi nào thì tâm có mặt nơi đó. Thì chúng ta biết là thọ khổ nó chỉ có mặt trong tâm gì? Thọ khổ có mặt trong tâm nào? Nó tâm nào rõ ràng chứ. Khổ sao có mặt trong tâm sân nữa, trong tâm vô nhân rồi nhân tâm nào mới được chứ. Ví dụ pháp là mình phải nói rõ ràng chính xác, không có được sai lệch, được nói chung chung được ha. Thọ khổ là có mặt trong thân thức thọ khổ, đúng rồi, có mặt trong một tâm thân thức thọ khổ thôi. Thì ra cái câu mà thọ khổ có mặt nơi nào thì tâm có mặt nơi đó, thì câu này không được, câu này không nên nói vậy. Nó chỉ có mặt trong thân thức thọ khổ, còn những cái tâm khác thì nó có những cái thọ khác, hỷ có, ưu có, xả có. Thì câu thứ nhất là chúng ta hiểu là nó có mặt chỉ trong tâm thân thức thọ khổ mà thôi, chứ không phải là tâm nào cũng có chưa. Rồi tâm ưu, tâm ưu là nó mẹo, tức là tâm ưu là tâm thọ ưu, tâm mà có thọ ưu tức là tâm sân. Thì tâm tâm ưu có mặt nơi nào thì thọ khổ có mặt nơi đó, là cái này trật lắc sao. Tâm ưu thì chỉ có thọ ưu thôi chứ không có thọ khổ. Tâm ưu không thể có thọ khổ, mà tâm ưu chỉ có thọ ưu. Cho nên câu thứ hai, cái vế thứ hai này là trật. Vế thứ hai là phải nói là tâm ưu là tâm sân thọ ưu, thì chỉ có thọ ưu không thể có thọ khổ được. Rồi nắm được chưa? Động não chút xíu cho. Rồi thân thức thọ khổ, đúng rồi, thân thức thọ khổ là thọ khổ chỉ có mặt trong một tâm thôi, thân thức thọ khổ, còn tâm ưu là tâm sân thọ ưu thì chỉ có thọ ưu thôi. Thọ thì chúng ta đã biết có năm là khổ lạc hỷ ưu xả, biết phải không? Rồi hôm nay là bán trứng đắt ha. Này bán trứng mới mở màn bán đắt rồi. Giờ cho câu dễ nha, cho câu dễ để lấy điểm lại nha. Câu số 2, câu số 2 có câu nói hai chấm: xúc duyên thọ. Như vậy xúc sanh trước thọ hay thọ sanh xúc, trước trước xúc? Có câu nói xúc duyên thọ, như vậy xúc sanh trước thọ hay thọ sanh trước xúc? Rồi câu này dễ quá, không lấy được 10 điểm nữa là thôi. Mời quý vị nha. Dạ thưa thầy, phải có xúc trước thì nó mới có thọ được thưa thầy, thành ra nó gọi là xúc duyên thọ. Cho con xin xuống ạ. Dạ, mô Phật. Dạ, chào thầy Kinh, chào đạo tràng. Sư thấy ông dịch bự quá, sư không dám trả lời. Theo sư nghĩ thì xúc thọ tưởng hành thức, xúc thọ tưởng nhất tâm mạn quyền tác ý, nó sanh cùng một lúc nha, nó sanh cùng một lúc ạ. Wow, thôi sao thôi. Sư nói đúng. Xúc thọ sanh cùng lúc chứ sao cái trước cái sau được. Người ta chỉ nói thôi, cái văn nói có thể cái xúc thì duyên thọ, nhưng mà thực sự nó là
tâm cùng lúc mà bảy tâm sở biến hành mà xúc thọ tưởng bi hành bi là nó hay mà đụng vô cái gì, mình xúc cái gì là nó có thọ liền rồi à, cho nó cùng lúc vậy mình không thấy ra mình tưởng như vậy là khi mà ta giảng thì giải nghĩa thì phải giải về cho nó rõ ràng rồi đó là câu số 2 dễ quá ha, mà nguyên như lãnh hai học dịch quá cỡ rồi câu số 3 câu ba này cũng dễ lắm, câu ba này không lãnh được 10 điểm nữa là thôi. Ôn trầm thủy miên luôn có mặt trong các tâm hữu trợ phải chăng? Ôn trầm thủy miên luôn có mặt trong các tâm hữu trợ phải chăng? Rồi đúng rồi, ôn trầm thủy miên luôn có mặt trong các tâm hữu trợ. Rồi đúng rồi, dễ quá rồi, quá dễ rồi, mời quý vị. Mô Phật. Thưa, hôn trầm thủy miên luôn có mặt trong các tâm hữu trợ phải chăng? Thì thưa thầy là ví dụ tâm tâm hỷ, bốn tâm tham thọ hỷ hữu trợ và vô trợ nó nằm trong tâm tham thôi, còn trong tâm thủy miên thì không có hữu trợ. Suy nghĩ vậy.
Dạ thưa thầy, theo con hiểu thì hôn trầm và thủy miên là những cái tâm sở buồn ngủ lấy lại giả dụ lười biếng thì nó đâu có nhất thiết là phải lúc nào cũng có mặt trong những cái tâm hỗ trợ đâu. Tại vì có những tâm hỗ trợ giống như tham thọ hỷ hỗ trợ này nọ thì đâu có hôn trầm và thủy miên. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ thưa thầy, theo con thấy á thì nó là hôn trầm thủy miên, nó nằm trong 14 cái tâm sở bất thiện. Thành ra cái nào bất thiện á thì nó ở trong đó, nhưng mà tùy theo thôi. Như thì không thấy nó có dính gì đến hỗ trợ với vô trợ, nhưng mà có một cái chỗ á, là nếu mà mình vô cái 24 tâm dục giới tình hảo đó thì cái đó là tâm thiện, thành ra nó nhất định là nó sẽ không, con không có thấy có 14 cái sở hữu bất thiện nó xuất hiện ở trong cái 24 tâm tịnh hảo thưa thầy. Dạ con xin xuống ạ. Nam mô Bụt Thầy á. Quý vị nên biết á, hôn trầm thủy miên là hai tâm sở thuộc về nằm trong nhóm tâm sở bất thiện, đúng không? Mà nhóm hôn phần, đúng chưa? Thì nó thuộc về bất thiện thì nó không thể có mặt trong tất cả những tâm hỗ trợ. Bởi vì hỗ trợ nó cũng có thiện, cũng có thiện cũng có, đúng chưa? Mà di tác nó cũng có. Thì là chúng ta thấy rằng đó, cái vấn đề đó là chúng ta phải biết vậy. Rồi thì hôn trầm thủy miên nó chỉ có mặt trong những tâm bất thiện thuộc về hữu trợ, tức là bốn cái tâm tham hữu trợ, hai tâm tham thọ hỷ hữu trợ, hai tâm tham thọ xả hữu trợ là bốn, và một tâm sân hữu trợ là năm. Thì lúc này, lúc mà cái tâm bất thiện mà tâm tham hữu trợ hoặc là tâm sân hữu trợ thì cái hôn trầm thủy miên nó sanh lên, nó làm cho cái tâm của mình nó bị chậm lại, bị rề lại, nó bị mất cái sự mà năng nổ, cái sự mà nhanh lẹ của nó. Thì lúc đó hôn trầm thủy miên nó sanh khởi trong cái đó, chứ không phải là nó ở trạng thái gọi là buồn ngủ giả dời nữa, mà lúc đó nó sanh vô trạng thái đó nó làm cho cái tâm nó bị chậm lại. Khi mình có cái tâm hỗ trợ, tâm tham hỗ trợ thì cái tâm mình bị chậm lại, nó bị trì hoãn, là cần phải có sự xúi dục nó mới làm được. Thì như vậy nó mới có hỗ trợ đó. Chúng ta thấy là đặc biệt là cái chỗ đó chúng ta mới thấy tại sao có cái sự hỗ trợ là như vậy, bởi vì nó bị trì hoãn, nó bị chậm lại, nó cần phải có sự thúc dục. Là chính vì như vậy, có hai cái, chính vì có hai cái thằng này nè, hôn trầm thủy miên là nó sanh vô, nó làm cho cái tâm tham tâm sân nó bị chậm lại, nó cần phải có sự trợ giúp mới được. Đó là cái vấn đề hôn trầm thủy miên, nó phận sự nó làm lúc đó làm như vậy. Đó chỗ này thì nhiều khi cũng chưa mới chưa học tới cũng hơi khó xíu. Kệ, ăn học dịch lộn đỡ ha, học dịch thường giờ thôi tặng học dịch lộn mỗi người tính dịch lộn thấy chưa, nắm được ha. Rồi cái năm thứ với cái câu thứ bốn ha, câu thứ tư: từ bi hỷ xả là những tâm sở nào và đối tượng là gì? Từ bi hỷ xả là những tâm sở nào và đối tượng là gì? Hỏi rõ ràng nha, mà trả lời không lấy điểm nữa là thôi. Viết câu hỏi đưa lên giùm đi. Từ bi hỷ xả là những tâm sở gì và đối tượng vị xã là những tâm sở nào và đối tượng là gì? Vì đúng như vậy chứ ghi ngược đọc nó không hiểu, nó hiểu lộn cái kẹt nữa. Từ vị xã là những tâm sở nào và đối tượng là gì? Rồi lên lấy 10 điểm cái coi, ai ráng lấy là 10 điểm ngon lành cái coi.
Nam mô Bố Thưa Thầy Giá. Dạ thưa thầy, từ là tâm sở vô sân, bi là tâm bi, hỷ là tâm sở tùy hỷ, còn xả là tâm sở hành xả, và đối tượng là chúng sanh ạ. À. Dạ con xin xuống ạ. À. Dạ thưa huynh kinh, dạ đạo tràng có nghe được tiếng con không ạ? Dạ, mô Phật. À, cô Từ Mẫn, cô tiếng cô nghe được mà. Nãy giờ thấy Sư Nguyên Thông không giơ tay ha. Dạ, bốn tâm từ, đó là từ bi hỷ xả. Tâm từ là vô sân, bi là sở hữu vô lượng, bi, rồi hỷ, tùy hỷ, xả là tâm trung bình ha. Tâm trung bình thì đối tượng, thì đối tượng là gì? Đối tượng là tất cả chúng sanh. Ừ. Tất cả chúng sanh đó là những chúng sanh ở cõi trời, cõi người, thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Dạ. Yeah. Chắc chắc đúng rồi đó.
Dạ thưa thầy, Nguyên Như thì thắc mắc cái chỗ là tại sao mà cái đối tượng không phải là chúng sanh thầy, tự vì khi mà những cái người mà người ta đắc đạo đắc quả đi vô trong tới cái gần đắc thánh thì nó sẽ không có cái tâm sở vô lượng phần này tham gia, mà chỉ có bát chánh đạo lên một lượt thôi. Còn khi mà mình ở bình thường đó thì khi mà mình tu từ bi hỷ xả thì đối tượng phải là chúng sanh, chứ nếu không thì mình từ bi hỷ xả với ai thưa thầy? Dạ Nguyên Như thắc mắc xin thầy giải quyết ạ. Dạ con xin dâng mic lại cho thầy. Mô tờ đó mà bán trứng đều đắt dữ, bán bông bông gì này giải nghệ bán bông đi qua bán hột vịt lộn được rồi. Nói Biên Hòa có hột vịt lộn ngon lắm, phải ăn bông. Biên Hòa hột vịt lộn ngon nhất, ngon số 1 đó. Rồi bó câu hỏi lên, bó câu hỏi lại để rồi quý vị thấy cho rõ chứ dễ quá. Đúng rồi, lộn nó ngon lắm. Bỏ câu hỏi đi, bỏ câu hỏi lại đi. Từ bi hỷ xả là những tâm sở nào? À, lấy cái vế đầu trước ha. Từ là tâm sở nào? Ghi ra từ bằng tâm sở gì? Từ là tâm sở gì quý vị? Từ ghi ra, à, từ ghi ra cho người ta nó hiểu luôn. Từ bằng vô sân. Rồi, bi là tâm sở bi. Bi bằng tâm sở bi. Hỷ bằng tâm sở tùy hỷ. Xả bằng tâm sở hành xả. Rồi, đây là bốn cái từ bi hỷ xả này á. Đúng rồi, bốn cái từ bi hỷ xả này nó khi mà tu tập lên mức độ cao thì nó sẽ trở thành là từ bi hỷ xả, tức là vô sân. Tu tập với mức độ cao nó sẽ trở thành tâm từ, còn bình thường nếu mà làm về thiện pháp không thì nó chỉ là tâm vô sở vô sân thôi. Còn mình tu về tâm từ thì mình đạt đến mức độ đúng của nó đó, chín mùi sẽ trở thành tâm từ. Bi là có sẵn ha, bi tâm sở bi trong tâm sở vô lượng phần đó, tâm sở bi. Hỷ là tâm sở tùy hỷ. Xả là tâm sở hành xả, là nằm trong cái 19 tâm sở tịnh hảo biến hành đó. Vì như vậy là phân ra được là từ bi hỷ xả là vô sân, bi tùy hỷ và hành xả, đúng chưa? Và câu thứ cái vế thứ nhất rồi. Và đối tượng là gì? Mình đâu có thể gom một lượt mình nói đối tượng là chúng sanh được. Giờ tâm từ nè, đối tượng là gì nè? Tâm từ gom chùm từ đối tượng là tất cả chúng sanh. Mình luôn yêu thương tất cả chúng sanh, không phân biệt giàu nghèo sang hèn là vân vân, thì nó tâm từ là đối tượng của nó là tất cả chúng sanh, đúng chưa? Ghi ra đi, ghi ra để nắm luôn cái bài học luôn. Tâm bi là đối tượng là gì? Những chúng sanh đang đau khổ thì mới là tâm bi, chứ nó đâu có tất cả chúng sanh được nữa. À, tức là chúng sanh đang đau khổ, đang bị những cái sự khổ, à, thì lúc đó mới là đối tượng của tâm bi, đúng chưa? Rồi hỷ, hỷ là tùy hỷ, tức là những chúng sanh đang hạnh phúc vui vẻ thì đó là đối tượng của tâm hỷ. Nó khác đó, chúng ta thấy đây nó khác không? Nó khác xa lắm, nhưng mà mình gom chùm cho mình nói vậy nó mới được. Rồi xả, xả là tất cả, à, tất cả mọi thứ, à, tất cả mọi thứ trên thế gian này, à, tâm luôn luôn giữ quân bình, không có bị chao động. Tất cả mọi loài chúng sanh, à, là một
mọi cảnh giới luôn, tâm luôn luôn ở một trạng thái là quân bình, không bị chao đảo, không bị thiên, không bị rúng động. Thì như vậy là chúng ta sẽ có những cái đối tượng khác nhau hoàn toàn, chứ đâu có gom chùm như Quy Như nói tất cả chúng sanh được. Đúng rồi, đó là từ bi hỷ xả, nó là có những cái đối tượng đặc biệt. Nắm được chưa? Từ sao? Dừ, nói dừ. Ồ, có khác chứ, đối tượng của cái tâm 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 từ khác, đối tượng tâm bi khác à, hai đối tượng khác xa lắm. Rồi tâm hỷ nó cũng khác, hỷ với bi khác nhau xa lắm. Hai đối tượng đó là đối tượng để làm cho cái tâm nó sanh lên mà có sự chính xác đàng hoàng chứ. Ví dụ như mình gặp cái chúng sanh đang đau khổ mà mình quan hỷ thì sao nữa? Đó, cái nào đó đúng đàng hoàng. Mình thấy đối tượng là chính xác. Rồi nắm được ha, rồi câu cuối cùng ha, trước khi đi ngủ ha. Câu cuối cùng. Rồi, câu này dễ, cuối cùng không lấy 10 điểm được thôi. Câu số 5. Trí tuệ chỉ có mặt trong các tâm đại thiện dục giới và các tâm vô trợ thiện, phải chăng? Trí tuệ chỉ có mặt trong các tâm đại thiện dục giới và các tâm vô trợ thiện, phải chăng? Rồi, câu số 5, trí tuệ chỉ có mặt trong các tâm đại thiện dục giới và tâm vô trợ thiện, phải chăng? Rồi, đúng rồi đó. Câu số 5 này không lấy được 10 điểm nữa thôi. Bác không dịch, bác quá chừng luôn. Rồi, dịch xuống mic. Dạ thưa thầy, trí tuệ á, thì khi mà nó dùng cái chữ trí tuệ thì nó phải có trong cái những cái tâm hợp trí, thì cái hợp trí nó có hợp trí vô trợ và hợp trí hữu trợ. Thì cái hợp trí mà thầy nói cái chữ vô trợ á, mà nó thầy nói thầy chỉ có mặt trong cái tâm vô trợ thì nó không có đúng, tại vì hợp trí nó có hữu trợ và nó có hợp trí vô trợ nữa. Nếu mà thầy nói như vậy là nó có một nửa thôi thầy. Và ngoài ra, dạ con nói với một, trí tuệ chỉ có mặt trong các tâm đại thiện dục giới. Trong đại thiện dục giới đó, thì nó có gồm có tâm hợp trí vô trợ và hợp trí hữu trợ. Thì nó có là nó có tám tâm tất cả, thì nó có bốn tâm hợp trí và bốn tâm ly trí. Thì bốn tâm ly trí là nó không có rồi, thành ra cái bốn cái tâm hợp trí nó gồm có vô trợ và hữu trợ. Thì con thấy là nó có vô trợ và hữu trợ luôn chứ không có giống như thầy nói. Ngồi nó bị lan cào cào. Còn thầy nói cái chỗ mà tâm vô trợ thiện là ở trong cái dục giới là nó có tâm vô trợ thiện nữa, tự vì cái dục giới thì nó có vô trợ và hữu trợ, rồi nó có hợp trí, rồi nó có ly trí. Thôi xuống để cho mình nói nó hơi rối rồi.
Dạ thôi còn như như gom hết luôn. Dạ thầy nói là có mặt trong những cái tâm, thì bây giờ á, trong cái tâm đại thiện thì nó có tất cả là 8 tâm rồi, thì nó có bốn cái tâm hợp trí và bốn cái tâm ly trí. Bốn cái tâm ly trí á, thì nhất định không có cái trí huệ ở trong rồi, thì nó chỉ còn bốn tâm hợp trí thôi. Mà trong bốn tâm hợp trí á, thì nó có hai vô trợ và hai hữu trợ, thì nó hợp trí vô trợ hay hợp trí hữu trợ gì nó cũng là cái có sở hữu trí tuệ ở trong hết rồi thưa thầy. Thành ra như vậy, ủa như phân tích hết được 5 điểm, tôi nhường 5 điểm lại cho người khác, nhà con xin xuống hả? Rồi, như vậy nếu mà nói về cái đó là tâm thiện dục giới, còn phía mà cái tâm vô trợ thiện á, thì tự gì nó là tâm sở hữu trí huệ, là nó nằm trong 25 tâm sở tịnh hảo, thành ra nó có mặt tất cả ở những cái tâm thiền, nó sẽ có mặt ở trong 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế luôn. Thì 25 tâm sở tịnh hảo nó có mặt trong 27 cái tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế. Dạ con xin xuống ạ. Thì cái chỗ này con không thấy có gì mà vô trợ với hỗ trợ trong đây hết thưa thầy. Dạ con xin xuống. Hưởng 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 ké theo cái liên hoa ké theo bây giờ mình thấy trí tuệ tâm sở trí tuệ đó thì nó có mặt trong những tâm tịnh hảo mà hợp trí đúng không, trong tâm đại thiện không đâu có được đâu, đại thiện dục giới không đâu có đủ đâu, đại thiện dục giới hợp trí mới được, mà vô trợ hữu trợ là chuyện đâu cần biết ha, miễn hợp trí là nó có rồi. 15 sắc giới, 12 vô sắc giới là 40 siêu thế, nó có trí tuệ hết chứ, không sợ trí tuệ hết chứ đâu có phải đâu có chỉ có 400 không thôi. Rồi đó câu dễ quá đó, trả lời được mấy điểm chết rồi. Rồi hôm nay là chúng ta học xong cái buổi học và cũng có trứng đem về nhà để luộc chiên ăn. Nguyên Trang không biết ngồi có cười không, ngồi dưới không lên trả lời, vậy ta ngồi dưới chắc cười hoài. Rồi do phước báo và chúng ta học nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và có trí tuệ sớm thành tựu chánh trí đồng điều nha các thầy. Nam mô Bụt Đà Dạ. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kinh đã vào lớp cho chúng con buổi học ngày hôm nay và chịu khó giác trứng vô để cho con đem về chiên xào nấu kho tiêu đủ thứ kiểu. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông. Con không biết sư còn có mặt ở trong lớp hay không, con nghĩ sư đi ra khỏi rồi. Dạ sư Thanh Tâm, sư Thanh Tâm có thể